Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hưng Nissan Đà Nẵng. Thì hôm nay Hưng xin giới thiệu cho mọi người một mẫu xe có thể nói là một dòng xe sedan hạng B rộng rãi nhất, bậc nhất trong phân khúc. Đó chính là Nissan Sunny X-Line động cơ 1.5. Và hôm nay Hưng xin giới thiệu tổng quan chi tiết về những option cũng như về giá bán và những chương trình khuyến mãi trong thời gian gần đây. Đầu tiên thì mọi người có thể thấy được là ở Nissan Sunny đã phá cách với một phần đèn có điểm nhấn xuống, làm cho đèn xe trở nên là hầm hố và mạnh mẽ hơn so với là cái hình đèn chuột nước lúc và những cái mẫu Sunny lúc trước. Phần lưới tản nhiệt mạ chrome mọi người có thể thấy là nó to bản hơn và nó dài hơn. Phần đèn sương mù thì chúng ta sẽ có một phần chrome ở phần mí phía dưới, tăng điểm cho xe thêm cá tính. Ở phần bánh xe thì chúng ta sẽ có một cái mâm xe 15 miếng đúc và có đến 12 nang đơn. Đấy, đây chính là một cái mâm hoàn toàn mới so với phiên bản cũ. Các bạn cũng có thể nhận ra là có một cái ốp xi nhan ở bên hông xe và gương chiếu hậu thì sẽ không có tích hợp xi nhan báo rẽ. Nissan Sunny luôn luôn trang bị cho mình những cái chi tiết mạ chrome sáng bóng để tô điểm thêm xe, giúp cho xe nó sáng hơn. Đặc biệt ở mâm sau thì chúng ta sẽ không có tăng đĩa giống như ở mâm xe phía trước. Đây chính là cái bánh xe phía sau và nó sẽ là phần tăng trống các bạn nha. Với Nissan Sunny thì đó chính là mẫu sedan hạng B mà Hưng nói rằng nó đánh bại hầu hết tất cả các đối thủ trong khúc về độ rộng, và hơn nữa đó chính là về tầm giá trong thời điểm hiện tại. Đấy, Nissan Sunny hiện tại đã được trang bị cảm biến lùi hai mắt ở phía sau, và các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái phần đuôi xe đã được kéo dài ra một tí, làm cho xe nó thoáng hơn. Nissan Sunny X-Line cũng được trang bị thêm camera lùi kết hợp, như vậy chắc chắn là những phiên bản kia sẽ là những phiên bản có đầy đủ hơn. Phần cốp xe thì các bạn có thể biết cốp này rộng bao nhiêu không ạ? Đó chính là 490 lít các bạn ạ. Một cái cốp xe cực kỳ rộng và có thể nói là nó rộng nhất trong phần cốp sedan hạng B. Phía dưới đó là lớp sơ cua, nếu như chúng ta không dùng thì chúng ta có thể tháo ra và chúng ta bỏ thêm đồ đạc ở phía dưới. Trên trong cốp thì chúng ta sẽ có một cái lớp nỉ, phía dưới là có một lớp nhựa rất là vững chãi. Đây, Hưng quay cái camera lùi cho các bạn xem. Đặc biệt cốp sau này chúng ta chỉ mở bằng chìa khóa có một nút bấm và chúng ta mở bằng một cái lẫy ở phía dưới bên trái của ghế tài. Đấy. Đây là tổng thể ở phần phía sau xe, khá là dễ thương. Và chiếc xe đã có thêm một cái độ dài hơn bởi vì người ta đã kéo dài phần đầu, phần đuôi của xe. Bây giờ Hưng sẽ dẫn mọi người vào bên trong khoang nội thất của Nissan Sunny X-Line để mọi người xem. Đa phần nội thất của xe là bằng nhựa và là màu be, bởi vì với trang bị tiêu chuẩn cùng với mức giá hiện tại đang là 448 triệu chưa khuyến mãi nha, chưa khuyến mãi, thì các bạn có thể thấy là bằng nhựa hoàn toàn. Và phần tách lô thì sẽ có cái màu nó đậm hơn một tí. Chúng ta sẽ có một cái gương chiếu hậu gạch bằng cơ, nhưng mà chỉnh thì sẽ chỉnh lòng trong là bằng điện ở phía trong. Phía dưới sẽ là nắp mà xăng và mở nắp cốp sau, nắp cốp trước các bạn nha, sorry. Chúng ta sẽ có một cái vô lăng không có bất kỳ một cái nút bấm. Bởi đơn giản, ở phiên bản số sàn 1.5 lít này thì người ta khuyến cáo cho chúng ta rằng không nên dùng dùng một tay để bấm những cái phím nào trên vô lăng, nên người ta mới không có sản xuất ngay là người ta tích hợp một phím nào cả, chỉ dùng để chuyển số thôi. Đây là cái đồng hồ trong dưới cái vô lăng. Ở Nissan Sunny X-Line số sàn cũng được trang bị màn hình Android, bên này là màn hình 6.95 inch và được tích hợp Android, kết hợp được tất cả mọi cái ứng dụng có thể tải trên Android. Đấy, cái nó được Bluetooth, cái nó được Wi-Fi, và đặc biệt Hưng mới vừa gỡ ra đó chính là cái chỗ để thẻ nhớ cũng như là cái cắm USB. Ở đây chúng ta có một hệ thống điều hòa cơ cũng khá là đơn giản, với phần sưởi, chế độ và cái phần
gục gió. Ở dưới thì chúng ta có hai chế độ lấy gió trong và lấy gió ngoài. Ở đây thì chúng ta sẽ có một và cái cốc, cái hộc để nước, mình có hai cái hộc để chúng ta để ly nước cũng như là cái chai. Đây chính là cần số và Nissan Sunny XL số sàn gồm có 5 số cùng một số lùi các bạn nhé. Vấn đề chuyển số của Nissan Sunny XL cực kỳ êm ái, bởi vì theo đánh giá của khách hàng Hưng đã bán cũng khá là nhiều rồi, thì người ta đa phần là người ta chạy gia đình, chạy dịch vụ, thì người ta nói rằng Nissan Sunny XL là một trong những chiếc xe mà chuyển số khá là êm ái và có thể nói là rất là lợi nhiên liệu. Đây chính là phần thắng tay của xe. Trong thì có vẻ hư thô nhưng mà rất là chắc chắn các bạn ạ. Đây thì đó là một cái tẩu thúc và chúng ta có thể gỡ tẩu thúc này ra và mua một cái tẩu sạc 12V chuyển thành hai cái đầu sạc 6V để chúng ta sạc điện thoại. Bên này chúng ta sẽ có một cái hộc, thì hộc này là để giấy tờ, nó cũng tương đối nhỏ thôi. Nissan Sunny XL có 4 loa trên 4 cánh cửa các bạn nha. Và hệ thống loa của con này nghe cực kỳ chắc. Chắc chắn rồi, ghế này là trang bị trên Nissan Sunny XL số sàn, bởi vì với cái tầm giá là 448 triệu chưa khuyến mãi. Và chút nữa hơn nói khuyến mãi thì người sẽ gọi là chú ý hơn về khuyến mãi để có thể nếu như lựa chọn xe thì đó chính là một trong cái điều kiện để chúng ta chốt xe. Gương chiếu hậu của xe thì đó là một gương chiếu hậu cơ thông thường thôi. Chúng ta đi ra phần phía sau xe. Đây là một cái phần mà Hưng rất là thích giới thiệu, bởi vì sao? Bởi vì Nissan Sunny là một trong những sedan đẳng cấp rộng rãi nhất trong phân khúc, đặc biệt rộng rãi ở hàng ghế thứ hai. Đó chính là hàng ghế tạo nên sự khác biệt cho Nissan Sunny, với cửa gió ở phía sau giúp chúng ta thông thoáng hơn về nhiệt độ trong xe. Và đặc biệt Hưng là một người cao 1m79, các bạn có thể thấy là dư một gang tay, hơn một gang tay, có thể nói là 30cm. Đây, trong khi đó ghế đầu tiên Hưng đã chỉnh khá là thoải mái rồi, Hưng có thể ngồi được như vậy thì các bạn thấy không ạ? Đây, với Nissan Sunny XL thì chúng ta sẽ thoải mái về không gian. Đấy, đặc biệt là về cái hàng ghế thứ hai, chúng ta sẽ có cửa gió, chúng ta sẽ tạo ra một cái luồng không khí khá là dễ chịu ở phía sau. Đấy, đây là một cái điểm cộng ở khí hậu Việt Nam, khí hậu nóng nức oi bức. Chúng ta cùng nhìn lại một lần nữa về cái nội thất của Nissan Sunny XL. Và nhân tiện đây thì Hưng cũng xin phép nói luôn về chương trình khuyến mãi cho Nissan Sunny XL trong cái đợt này, đó chính là 52 triệu đồng tiền mặt. Đấy, 52 triệu đồng tiền mặt thì chúng ta sẽ có một cái giá lăn bánh cực kỳ dễ thương, đó chính là rơi vào tầm khoảng 455 triệu đồng tiền mặt đã có bảo hiểm thân vỏ. Như vậy lăn bánh của Nissan Sunny XL rơi vào tầm 455 triệu đã có bảo hiểm thân vỏ. Đấy, đó là cái giá trong cái đợt này, đợt mà Hưng làm video này. Nếu như mà khách hàng nào xem video ở những cái thời gian sau có thể khuyến mãi nó cao hay thấp gì đó thì mọi người nên nhớ xem lại cái thời gian mà Hưng làm video. Đấy, chúng ta sẽ cùng quay lại một lần nữa Nissan Sunny XL màu trắng. Hiện tại bên Hưng đang còn hai xe giao ngay cho khách hàng, nếu như khách hàng lựa chọn đừng quên số điện thoại của Hưng để cho có màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại.